Mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của Cửa sổ Công nghệ ngày hôm nay. Mở đầu phần tin vắn, thưa quý vị, sẽ là thông tin về tiến trình xây dựng thành phố thông minh của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Khẳng định đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh rất cần có sự chung tay của các doanh nghiệp. Tại buổi gặp gỡ đầu năm ngành công nghệ thông tin viễn thông năm 2017, thì chính quyền thành phố đã đặt hàng các doanh nghiệp những giải pháp cụ thể để xây dựng thành phố thông minh. Trong đó nhấn mạnh các doanh nghiệp cần chú trọng giải quyết các vấn đề nóng, cũng như cần quan tâm đến tính khả thi của những giải pháp được đưa ra. Thưa ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, để xây dựng và phát triển đô thị thông minh, cần xây dựng một hệ sinh thái phát triển mở, trong đó đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền thành phố, doanh nghiệp và các trường, viện, trung tâm nghiên cứu. Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng nền tảng mở, định hướng thị trường để doanh nghiệp phát triển thông qua các hình thức hợp tác công tư. Bên cạnh đó, thành phố sẽ có những đặt hàng về đào tạo, nghiên cứu trên các lĩnh vực mà thành phố quan tâm. Trong đó, định hướng phát triển nền tảng mở của thành phố Hồ Chí Minh sẽ đảm bảo ba yếu tố. Thứ nhất là không phụ thuộc vào nhà cung cấp cụ thể, mà các nhà phát triển ứng dụng sẽ phát triển ứng dụng trên nền tảng mở chung do thành phố xây dựng, không như trước đây mỗi ứng dụng được phát triển trên nền tảng khác nhau. Thứ hai là thống nhất kiến trúc xây dựng chính quyền điện tử. Và thứ ba là liên thông kết nối, gồm liên thông kết nối văn bản chỉ đạo điều hành các cấp từ trung ương đến địa phương, liên thông tích hợp chia sẻ kho dữ liệu chung của thành phố trong các lĩnh vực y tế, giao thông, văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường. Và thành phố triển khai cái đô thị thông minh chắc chắn rằng sẽ rất là mong muốn được sự đóng góp của doanh nghiệp Việt trong cái xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là những cái giải pháp kỹ thuật rất là đặc biệt, ví dụ như xây dựng một cái open data, một cái trung tâm dữ liệu nguồn mở, với sự hợp tác của các doanh nghiệp, của nhân dân thành phố trong cái việc là chúng ta chia sẻ thông tin để cùng nhau quản lý, cùng nhau phát triển thành phố, rồi xây dựng một cái trung tâm an ninh mạng cũng phải có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia. Chính vì giờ đó, chúng tôi kỳ vọng là hiện nay chúng ta sẽ có những hợp tác rất mở. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đặt hàng các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ thông tin, đề ra những giải pháp xây dựng thành phố thông minh. Trong đó, ưu tiên những giải pháp công nghệ gắn với xây dựng chính quyền điện tử, những ứng dụng phục vụ các nhu cầu cấp thiết của người dân như giao thông, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm. Thành phố cũng nhấn mạnh bên cạnh các giải pháp kỹ thuật doanh nghiệp đề xuất, cũng cần chú ý đến các giải pháp về tài chính, nhân lực, cách thức triển khai để tăng tính khả thi và có thể áp dụng nhanh chóng. Cuối tuần qua, hai hacker vị thành niên đã tấn công website của nhiều sân bay trong nước. Vụ việc xảy ra trong 3 ngày 8, 9 và 10 tháng 3. Hai hacker chỉ mới 15 tuổi đã khai thác lỗ hổng bảo mật và thay đổi giao diện website của các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá và Tuy Hòa. Cục An ninh mạng, Bộ Công an đã nhanh chóng xác định được danh tính hai thanh niên này. Theo cơ quan này, hacker cho biết động cơ tấn công xuất phát từ mục đích thích khám phá, mong muốn thể hiện khoe khoang thành tích trong giới hacker. Về hình phạt, do độ tuổi vị thành niên, hai hacker không bị xử lý hình sự, chỉ bị xử lý hành chính và giao cho gia đình quản lý giáo dục. Về phía các sân bay, mức độ ảnh hưởng chỉ dừng lại ở website cung cấp thông tin, còn hệ thống thông tin quan trọng liên quan tới hoạt động bay và vận hành của các sân bay vẫn vận hành bình thường. Trước đó, Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và cảnh báo, nhưng các cuộc tấn công mạng vẫn dễ xảy ra do các website chưa được quan tâm đúng mức về an toàn thông tin. Trung tuần tháng 3 vừa qua, sàn giao dịch thương mại điện tử Lazada đã đánh dấu 5 năm có mặt tại thị trường Việt Nam. Và hiện thì Lazada đang ở vị trí dẫn đầu thị trường thương mại điện tử với thị phần khoảng 36%. Tại ngày kỷ niệm 5 năm có mặt tại Việt Nam, Lazada đã cung cấp một con số khá lý thú, như là cứ mỗi 2 giây thì có một đơn hàng được đặt thành công trên Lazada Việt Nam, và trong số đơn hàng có 70% đến từ thiết bị di động. Giám đốc điều hành Lazada Việt Nam, ông Alexander Dadi cho biết, đã có 6 triệu tài khoản cài đặt ứng dụng của Lazada trên thiết bị di động và sức mua từ ứng dụng này chiếm đến 55% doanh thu trên sàn điện tử này. Giám đốc phụ trách sàn giao dịch CMO, cũng là nhà đồng sáng lập Lazada tại Singapore, ông Imoni cho biết, với vai trò là sàn thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á hiện tại, chiến lược của Lazada là xây dựng một sàn giao dịch kết nối giữa người mua và người bán. Kế hoạch của chúng tôi đến năm 2018 là trao quyền cho các nhà bán lẻ kết nối với chính khách hàng của mình thông qua dữ liệu và công nghệ. Chẳng hạn, chúng tôi đang mở rộng nền tảng công nghệ này đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam và cả những thương hiệu lớn. Đánh giá về các thị trường tại Đông Nam Á, ông Imoni nhận định tốc độ phát triển tại các thị trường này tương đối không chênh lệch nhiều, nhưng thói quen mua sắm thì có khác biệt lớn. Ví dụ, sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tiêu thụ rất mạnh tại Thái Lan hoặc điện thoại di động bán rất chạy tại Indonesia. Sự khác nhau về sản phẩm mua sắm trên mạng là tất nhiên đối với từng khu vực, nhưng văn hóa mua sắm trên mạng là khá giống nhau.
Hiện Lazada có hơn 1 triệu sản phẩm của 327 thương hiệu từ 6.500 nhà bán lẻ khác nhau. Mục tiêu đến cuối năm 2017, Lazada sẽ trở thành nền tảng mở để các nhà bán lẻ sẽ tiếp cận được thông tin về hành vi và thói quen mua sắm của khách hàng. Đây là YouTube Fan Fest đầu tiên được tổ chức tại Jeddah, Ả Rập Saudi. Sự kiện được tổ chức vào cuối tuần qua, quy tụ đông đảo giới blogger YouTube tại quốc gia Ả Rập này. Mục tiêu của sự kiện là làm sôi động thêm cộng đồng blogger nơi đây. Giữa lúc Ả Rập Saudi đang nỗ lực quảng bá hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập như một khu vực đón đầu làn sóng trỗi dậy của kỷ nguyên số trên thế giới. Tại Ả Rập Saudi, các quy định xã hội thông thường rất khắt khe. Với mạng xã hội và đặc biệt là YouTube, những người trẻ tại quốc gia này có thể tự do thể hiện mình. Theo thống kê của YouTube, lượng người xem trên trang chia sẻ video này ở Ả Rập Saudi thuộc hàng cao nhất thế giới. Số lượng kênh YouTube được tạo ra ở Ả Rập Saudi tăng 50% trong năm 2016 so với năm 2015. Điều này cũng đi đúng hướng mà chính phủ Ả Rập Saudi mong muốn, đó là thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí làm nền tảng tăng cường phát triển kinh tế khu vực Trung Đông. Hãng công nghệ Hyperloop One vừa công bố đường tàu thử nghiệm tàu siêu tốc hôm 9 tháng 3 vừa qua. Mặc dù với nhiều người, Hyperloop vẫn là một thứ gì đó chỉ có trong khoa học viễn tưởng, nhưng những hình ảnh mới đây từ công ty Hyperloop One cho thấy công nghệ này đang dần dần đi vào đời thực. Đường tàu thử nghiệm Hyperloop đang được xây dựng tại sa mạc Nevada, tây nam nước Mỹ, nơi mà những chiếc tàu sẽ chạy trong đường ống chân không với tốc độ siêu nhanh. Ước tính tàu chỉ mất 12 phút cho một hành trình dài 160 km. Cụ thể đường tàu này được gọi với cái tên là Deep Loop, có chiều dài khoảng 500 m, cùng đường kính 3,3 m, dự kiến chạy thử nghiệm trong nửa đầu năm nay. Trong những năm trước, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đưa ra khái niệm về tàu chạy trong ống chân không. Hiện có các công ty như Hyperloop One và Hyperloop Transportation Technologies đang cố gắng chạy đua với nhau để ra mắt tàu sớm nhất cho công chúng. Tuần qua, WikiLeaks đã công bố 8.761 hồ sơ mật liên quan đến cơ quan tình báo Mỹ CIA. Theo WikiLeaks, thì rất có thể cơ quan tình báo Mỹ CIA đã sử dụng microphone nhận tín hiệu giọng nói trên Smart TV chạy Android của Samsung để thu thập những cuộc trò chuyện của người dùng, ngay cả khi TV đang tắt. WikiLeaks cũng cho rằng CIA đã sử dụng công cụ tấn công mạng để giành quyền kiểm soát vào iPhone của Apple và các dòng di động chạy Android. Tuy nhiên, về phía các chuyên gia và người dùng bình thường, họ tỏ ra không hề bất ngờ với thông tin của WikiLeaks. Tôi bây giờ không trông mong gì vào chuyện bảo mật nữa, từ sau vụ WikiLeaks hay Edward Snowden. Có thể là do tôi đang quá hoài nghi, nhưng thực sự tôi cho rằng đó là chuyện không tránh khỏi. Phản hồi những nghi vấn sau khi hồ sơ bị phát tán, phát ngôn viên của CIA viết trong email rằng CIA không có bình luận nào về những tin đồn quanh hoạt động tình báo của cơ quan này. Ủy ban chứng khoán Mỹ vừa bác đơn xin xét duyệt của quỹ Winklevoss Bitcoin ETF. Đây là một thất bại đáng kinh ngạc của quỹ này. Ủy ban cho rằng quỹ Bitcoin này có nhiều khuyết điểm lớn và đồng tiền ảo Bitcoin rất khó để kiểm soát. Ngay sau khi có thông tin này, giá Bitcoin đã trượt dốc mạnh. Các nhà đầu tư bán tháo ép giá tiền ảo giảm 18% từ gần 1.300 xuống còn 1.060 đô la. Về phía Ủy ban chứng khoán Mỹ, ủy ban này từ chối bình luận về vụ việc. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do việc vận hành Bitcoin trên sàn nếu diễn ra thì sẽ không thể đảm bảo được các quy định chống gian lận. Hiện tại vẫn còn hai quỹ Bitcoin ETF khác đang chờ quyết định của Ủy ban chứng khoán Mỹ. Tại triển lãm ô tô quốc tế diễn ra tại Geneva năm nay, tất cả các hãng xe nổi tiếng đã mang trình làng những sản phẩm mới nhất của mình, cùng với đó là những loại công nghệ mới trở thành xu hướng của những dòng xe ô tô thế hệ mới của tương lai. Triển lãm sẽ kéo dài từ nay tới hết ngày 19 tháng 3. Mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự dưới đây để thấy được những điểm nổi bật nhất trong triển lãm ô tô quốc tế lần thứ 87 tại Geneva. Trong triển lãm lần này, những ông lớn của châu Âu bao gồm Volkswagen, Peugeot, BMW đều chứng tỏ sự nổi trội của mình với các dòng xe mới trình làng lần đầu tiên tại Geneva. Đặc biệt, chiếc 3008 SUV của Peugeot là sản phẩm giành chiến thắng trong hạng mục chiếc xe của năm 2017 của châu Âu. Đây là một giải thưởng danh giá và cũng là một nhân tố kích thích sức mua của hãng này. Năm ngoái, chúng tôi mừng vì Astra giành chiến thắng bởi vì họ đã tạo ra một chiếc xe tuyệt vời. Và hôm nay chúng tôi thấy rất vui vì chúng tôi sẽ tiếp tục chinh phục trong những năm tới. Điều này thật tuyệt vời. Chiếc 3008 SUV của hãng xe Pháp Peugeot thực sự là một siêu phẩm trong năm nay, khi nó giành chiến thắng với 319 điểm từ ban giám khảo, gồm 58 nhà báo chuyên viết đánh giá về xe hơi của châu Âu tại Geneva. Chiếc Alfa Romeo Giulia về vị trí thứ hai với 296 điểm. Hãng này cho biết trong vòng 5 tháng qua, số lượng đơn đặt hàng chiếc 3008 SUV này đã lên tới 125.000 chiếc. Cũng trong dòng SUV ra mắt năm nay, phải kể tới sự ra mắt của chiếc XC60 SUV của tập đoàn Volvo Car. Dù đã ra mắt cách đây một thập kỷ, dòng xe XC60 nguyên gốc vẫn là một trong những chiếc xe được nhiều người yêu thích. Bên cạnh đó, dòng xe này đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất của nhà sản xuất ô tô này kể từ năm 2009. Vào năm ngoái, Volvo đã bán ra thị trường 161.000 chiếc XC60.
Đây vẫn là mẫu xe bán chạy nhất tại châu Âu trong năm nay. Dòng xe này đã được trang bị những công nghệ và tính năng mới. Vì vậy, đây chắc chắn sẽ là một trong những siêu phẩm bán chạy nhất của chúng tôi. Tôi nghĩ dòng xe này chiếm tới 30% tổng lượng xe bán ra của công ty Volvo trong năm ngoái. Sau khi đối mặt với những áp lực từ sự cạnh tranh của tập đoàn Ford, lượng xe bán ra của hãng Volvo tại một trong những thị trường lớn nhất của hãng này tại Thụy Sĩ đã tăng vượt bậc trong năm ngoái với tổng số 534.332 chiếc. Và hãng này đang theo đuổi mục tiêu của năm nay và trong nhiều năm tới sẽ đạt doanh số 800.000 chiếc xe mỗi năm. Điểm đặc trưng nổi bật của dòng xe XC60 ra mắt chính là một loạt những công nghệ mới trong hệ thống truyền động và tốc độ có thể đạt được là 160 km/h. Điểm nổi bật nhất tại triển lãm xe ô tô năm nay tại Geneva chính là dòng xe ô tô điện chiếm vị trí thống trị và trở thành xu hướng chính của năm nay. Phần lớn các nhà sản xuất xe ô tô trình làng những sản phẩm mới nhất tại triển lãm là các dòng sản phẩm sử dụng điện và công nghệ mới bảo vệ môi trường. Theo các chuyên gia về công nghệ và sản xuất ô tô, đây là một bước thay đổi rất lớn trong giới sản xuất xe trong năm nay. Dòng xe tự động hóa và xe chung cũng trở thành xu hướng chính của năm nay. Do vấn đề kiểm soát khí thải tại khu vực châu Âu ngày càng khắt khe hơn, đây chính là lý do khiến cho các nhà sản xuất xe ngày càng phải cải cách công nghệ ô tô của mình, sử dụng và sáng tạo ra những công nghệ mới thân thiện với môi trường. Đại diện của hãng BMW cho biết, việc đầu tư vào công nghệ mới sẽ là một yếu tố kích thích cho việc kinh doanh giữa các nhà sản xuất xe. Xu hướng này sẽ là một điểm nhấn giúp các nhà sản xuất xe thu hút khách hàng tại nhiều thị trường trên thế giới. Các hãng xe lớn như Audi RS3, Lamborghini, Rolls đều giới thiệu tới triển lãm năm nay các dòng xe mới nhất, sử dụng công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường với việc sử dụng điện và thiết kế vô cùng sang trọng. Chiếc Insignia do PSA sở hữu là một chiếc xe điển hình về việc sử dụng công nghệ cao tại triển lãm năm nay, chẳng hạn như công nghệ kích hoạt giữ xe trong làng, nâng mui và máy quay 360 độ. Cũng trong triển lãm năm nay, Formula E cũng ra mắt sản phẩm nổi bật nhất trong dòng xe đua của mình là Alain Prost Renault E-Dam, kích thích cuộc chạy đua công nghệ sản xuất ô tô giữa các tập đoàn sản xuất xe lớn trong lĩnh vực sản xuất dòng xe thể thao. Trong năm nay, Rolls-Royce cũng trình làng siêu phẩm của mình với đặc trưng nổi bật nhất là cơ chế chống trộm nằm trên biểu tượng của hãng gắn trên mọi nắp capo của xe. Vì thế, nếu có bất kỳ kẻ trộm nào có ý định tiếp cận và ăn trộm biểu tượng này, hệ thống chống trộm sẽ báo động cho chủ nhân biết. Vừa rồi là chuyên mục công nghệ tuần qua, trong phần tiếp theo chúng ta sẽ có xe đạp hồi sinh tại Trung Quốc nhờ ứng dụng dùng chung xe.